Mới đây, trận động đất mạnh 7,6 độ ngày đầu năm làm rung chuyển tỉnh Ishikawa và vùng lân cận, tính đến nay đã khiến ít nhất 78 người thiệt mạng. Theo giới chức Nhật Bản, số người tử vong còn có thể tăng cao hơn nữa, trong khi lực lượng cứu hộ phải vật lộn với các cơn dư chấn và thời tiết xấu để ra soát từng đống đổ nát. Trong số những người thiệt mạng, 39 người ở thành phố Wakayama, 23 người ở thành phố Suzu và những nạn nhân khác ở năm thành phố lân cận. Danh sách những người mất tích cũng tăng từ 15 lên 35 người, trong đó có một bé trai 13 tuổi. Trong vài ngày qua, gần 600 trận động đất đã tấn công vào miền Trung Nhật Bản, làm dấy lên sự lo ngại về sạch lở đất và thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng. Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị ứng phó thảm họa quốc gia hôm ngày 3 tháng 1 Thủ tướng Fumio Kishida cho biết chính phủ Nhật Bản đã mở một tuyến đường biển để tiếp tế viện trợ và cử một số xe tải lớn để đến các vùng xa xôi. Khả năng tìm thấy người còn sống giảm dần sau 72 giờ tìm kiếm. Các chuyên gia cho biết 72 giờ đầu tiên đặc biệt quan trọng trong công tác cứu hộ bởi khả năng sống sót sau đó sẽ giảm mạnh. Ông Kishida nói, đã hơn 40 giờ trôi qua, đây là cuộc chạy đua với thời gian, và tôi cảm thấy chúng ta đang ở thời điểm then chốt. Chúng tôi nhận được thông tin rằng vẫn còn rất nhiều người đang được chờ giải cứu bên dưới những tòa nhà bị sập. Ngoài lực lượng lính cứu hỏa, còn có các quân nhân và chó nghiệp vụ cũng được huy động để tìm kiếm những người mất tích. Trong khi đó, dự báo thời tiết cảnh báo sẽ có mưa lớn ở Ishikama. Đêm qua, nhiệt độ cũng giảm xuống chỉ còn khoảng 4 độ C. Khi trận động đất xảy ra hôm ngày 1 tháng 1, yasuo kobatake chạy ra khỏi nhà chỉ với một đôi tất anh cho biết mình đã bị ngã rạp xuống đất vì rung lắc và một bức tường bê tông đổ sập xuống sát bên anh khiến anh suýt mất mạng anh chỉ ăn cơm nấm và uống vài ngụm nước từ chiếc cốc giấy tại trường tiểu học nơi anh cùng những người khác đang trú ẩn. Họ ngủ trên đệm, không có chăn đắp. Những người sơ tán chịu cảnh đói, lạnh và thiếu ngủ. Theo chính quyền địa phương, hơn 33.000 người đã phải sơ tán và khoảng 100.000 ngôi nhà bị mất nước. Nhiều người dân cho biết họ bị đói, lạnh và không ngủ được, luôn trong tình trạng hoảng loạn. Masuhiro Izumiya, thị trưởng thành phố Suzu, nơi có khoảng 13.000 dân sống gần tâm chứng, cho biết ngay cả những người vừa thoát chết trong nghiên tức cũng không thể sống nếu không có thức ăn và nước uống. Chúng tôi vẫn chưa nhận được ổ bánh mì nào. Ông Shigeru Sakaguchi, thị trưởng thành phố Kwajima, cũng nói ông rất biết ơn những nỗ lực cứu trợ của chính phủ. Nhưng đến nay, thành phố của ông chỉ nhận được 2.000 suất ăn cho khoảng 10.000 người sơ tán.